Chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh bên Michael Audio, chuyên những dòng hàng bãi và những dòng hàng chính hãng các bác nhé. Trong clip này thì tiếp tục được test những chiếc đẩy B3 hàng thương hiệu rất nổi tiếng của Đức, model UA1330 lên đường cho các bác. Hiện tại như các bác đang nghe thì em đang test đẩy trực tiếp các bác nhé, tín hiệu từ laptop thôi, để các bác cùng cảm nhận được cái chất âm hay nhất của chiếc đẩy. Tiếng rất là sắc nét các bác nhé. Vâng, quay trở lại, ở đây là những chiếc đẩy thì em đã test cũng như là dán ký hiệu và tặng kèm thêm dây giắc các bác nhé. Đây, có một bác khách ở trên Tuyên Quang đây, bác hiện tại thì cũng chưa có vang, chỉ muốn mua một chiếc đẩy để các bác sắm dần. Đấy, thì em tặng luôn cho một cái giắc Canon ra AV đấy, để bác cắm trực tiếp vào đây. Đó, bác cắm trực tiếp vào đây thì bác sẽ nghe nhạc trực tiếp từ TV. Khi các bác nghe nhạc trực tiếp từ TV chỉ là khuếch đại tín hiệu lên. Đấy, thì bác cũng có đôi loa nhỏ 25 rồi, bài BOB rồi thì bác cắm thêm vào thôi. Còn muốn bác test hoặc muốn hát karaoke thì phải thêm vang vào thì mới xử lý được cái vấn đề đó. Một bác khách ở Kiên Giang các bác nhé, bác này ở Kiên Giang. Đó, bác này hiện tại đang có vang, đợt trước cũng mua bên em chiếc vang A12+. Đó. Và đây là cái dòng UA660 cho một bác khách ở cách đây cũng 5 cây thôi, lát sẽ cho anh em chuyển tận nơi cho bác. UA660 thì với dòng UA660 này thì công suất thực các bác nhé, với dòng 13 là công suất thực ghi ra là 330W, thì các bác có thể chơi được với một đôi 30 full hoặc là 5 đều được các bác nhé. Đó, hàng rất là đẹp các bác nhé. Còn với 4 ohm là 500W. Đó, các bác nhìn hàng rất là đẹp nhé. Lát sẽ cho anh em chuyển tận nơi cho bác. Công suất là để cho các bác chơi gia đình, một đôi 30 hoặc đánh một đôi 25, đôi 20 là ok, ngon lành các bác nhé, chất lượng nhé. Còn đây là những model UA1330. Đó. Đây, như các bác đang thưởng thức thì em cũng đang đánh đẩy trực tiếp thôi. Và cái kích thước với chiếc đẩy nhỏ gọn như vậy thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 38cm các bác nhé. Đây, em sẽ đo cho các bác. Bình thường thì em đo bằng thước cơ nhưng mà em đã đo rồi thì em chỉ gang tay là cũng tầm khoảng 20 phân. Đó. Đó thì rơi vào tầm 38cm các bác nhé. Để các bác có thể thêm cả dây giắc nữa, rơi vào tầm 41. Là quá là đẹp các bác nhé. Quá là đẹp luôn ạ. Hàng đẹp các bác nhé. Hàng đẹp như vậy thì bên em bảo hành là 6 tháng các bác nhé. 6 tháng. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là sử dụng các cái dòng sản phẩm của bên em. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh các bác nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.